Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là nhận nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 2.029,3 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, đứng ở mức 103,25 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, đứng mức 41.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,130% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch mức 73,78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đang hướng đến tuần giao dịch tệ nhất trong 6 tuần qua, khi đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ mạnh lên sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đẩy lùi các dự đoán về khả năng hạ lãi suất sớm. Theo thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng, mặc dù Mỹ đang tiến khá gần tới mục tiêu lạm phát 2%, nhưng ngân hàng trung ương không nên vội cắt giảm lãi suất chuẩn cho đến khi chắc chắn rằng tình hình lạm phát đã ổn định. Thêm vào đó, ngân hàng trung ương châu Âu ECB có ý định xua tan kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đồng bạc Anh lại có xuống mất giá trước đồng bạc xanh, qua đó chứng tỏ lạm phát ở Anh gia tăng, củng cố lập luận rằng ngân hàng trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn các ngân hàng trung ương khác. Giá vàng được cho là khó bứt phá mạnh mẽ hơn vì đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 3 tiếp tục giảm xuống. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 1 là 187.000, giảm 16.000 so với kỳ báo cáo trước đó và ít hơn con số là 208.000 mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Đây là một chỉ báo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục duy trì ở mức thấp, gây áp lực tăng lương, qua đó gây áp lực tăng lạm phát, yếu tố có thể khiến việc giảm lãi suất gặp trở ngại. Theo Fawqa Sazada, chuyên gia phân tích thị trường của CITIC cho biết, một loạt dữ liệu của Mỹ bị bỏ qua có thể hỗ trợ cho vàng. Dữ liệu mới đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm vào tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022, cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm có thể vẫn ổn định trong tháng 1. Chuyên gia phân tích kim loại độc lập Tai Quang ở New York thì nhận thấy về mặt kỹ thuật, vàng đang đối mặt với một chút rủi ro. Chuyên gia này cho rằng vàng đóng cửa dưới 2020 đô la Mỹ trên ounce là báo hiệu rằng phạm vi đi ngang đã bị phá vỡ và kim loại quý này đang tiến vào vùng giảm. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Do thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động bất thường, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các bộ ngành phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng, tăng cường hướng dẫn kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định đối với việc phát hành, sử dụng hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng, đặc biệt là hóa đơn chứng từ trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Với Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường, phát hiện xử lý và phối hợp cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm kinh doanh vàng, đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an phối hợp hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao, có hành vi đầu cơ trục lợi nhập lậu vàng qua biên giới, gây xáo trộn thị trường. Trở lại với bảng giá vàng trong nước, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì đà tăng mạnh khi kết thúc phiên ngày hôm qua. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 74,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,82 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh của công ty này, mua vào mức 74,30 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,80 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 điều chỉnh tăng mạnh hơn. Cụ thể, với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, hiện tại điều chỉnh tăng đến 700.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 600.000 đồng trên lượng bán ra và đã chạm mức giá cao nhất từ trước cho đến nay ở mức 65,08 triệu đồng trên lượng bán ra, mua vào ở mức 64,08 triệu đồng trên lượng. Còn với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, đóng cửa ngày hôm qua mua vào mức 62,60 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,75 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 350.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại khép lại phiên hôm qua bằng một phiên giảm nhẹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào mức 24.345 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.715 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.800 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.880 đồng trên đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.430.000, bán ra 7.680.000, tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở khoảng 2.500.000 đồng trên lượng. Và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.430.000, bán ra 7.682.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.430.000, bán ra 7.690.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.425.000, bán ra 7.675.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.430.000, bán ra 7.670.000, tăng 35.000 ở chiều vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.430.000, bán ra 7.670.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 25.000 ở chiều bán. Mê Hồng SJC mua vào 7.470.000, bán ra 7.590.000, tăng 20.000 ở chiều vào, tăng 40.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.600.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.425.000, bán ra 7.675.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.430.000, bán ra 7.682.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại cũng tăng 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức rất cao, 2.500.000 cho đến 2.560.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.430.000, bán ra 7.682.000. STC Huế mua vào 7.427.000, bán ra 7.682.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.430.000, bán ra 7.680.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.430.000, bán ra 7.682.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.428.000, bán ra 7.682.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại tăng trong khoảng 146 đến 350.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 14.600 đến 35.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ và 6.260.000, bán ra 6.375.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.260.000, bán ra 6.385.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.250.000, bán ra 6.345.000. Tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 35.000 ở chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.152.000, bán ra 6.282.000, tăng 34.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.574.000, bán ra 4.774.000, tăng 26.200 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.514.500.000, bán ra 3.714.500.000. Vàng 10K mua vào 2.461.000, bán ra 2.661.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.